Quảng Anh đã dẫn trước
người mà chỉ có thiếu bạn anh. Tiếp tục tìm kiếm. Đúng rồi đây. Bắt bóng không có lưới của bóng tới đây. Tiếp tục lại tiến nào. Điều số tiếp tục được chúng ta thứ 81 dành cho Huy. Đúng là kinh chiến. Đúng không? Tiếp tục vào đây cho tôi. Của cầu bên phía Hoàng Huy. Hoàng Huy. Một pha xử lý không hiểu nhau bỏ chạy cầu thủ Hoàng Huy. Từ điểm dành cho Hoàng Anh để số lên 12 đá. Ngay sau đó pha sẽ bóng không qua lưới của Văn Trung bên phía Hoàng Anh. Điểm số được chúng ta thêm 92 dành cho Hoàng Huy. Bật coi. Vâng, một pha đánh bóng lòng tay của Văn Trung. Điểm số được lâm lên 13-9 dành cho Hoàng Anh. Không được qua được trắng bên phía Quảng Anh. Điểm số thứ 14 dành cho Quảng Anh. Điểm số 12-7 riêng về các cầu thủ bên phía Quảng Anh. Minh Nguyệt tình bóng. Bóng chắc chắn. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Một pha cứu tốc của Hoàng Huy. Bóng không đi qua đấy. Để trở lên 15-10 dành cho Hoàng Huy. Một pha chạm bóng tốc của Hoàng Huy. Điểm số 1 dành cho Hoàng Huy. Tiếp tục tiếp ba đánh bóng của bên phía cầu thủ Hoàng Huy bóng vẫn còn 14 và có không ba pha bóng tăng lại rồi một pha thì không được cầu thủ của Hoàng Huy. Điểm số là trước đó là 11-16 dành cho Hoàng Huy. Những pha lấn lại chân chân của Văn Trọng. Điểm số được nâng lên 17-1 dành cho Hoàng Huy. Không vượt qua là trắng bên phía Quảng Anh. Điểm số 20 dành cho Quảng Anh. Điểm tiếp của bạn sẽ bóng khó chịu của Quảng Trung. Trận đấu thứ 2 sẽ được xuống 21 ra. Phần thắng nhưng về các đối thủ. Vậy là các cầu thủ Quảng Anh đã giành chức vô địch của giải đấu bóng chuyền hơi bán toàn bảo vệ vòng 2024.